Các bạn có thể thấy những cái hoạt động mà một handler dẫn chú chó đi trình diễn. Đực ha, hoàng thượng ha, mà cắt tỉa trừ cái đít ra nè vậy. Đây các bạn, 200 củ. Mới lên champion vừa rồi đó. Đó, mới lên champion luôn. Toàn mấy thằng Hàn Quốc đồ Thái đồ gì mà. Đối mạnh á. Mấy con đó hả, toàn là đi đánh thế giới rồi, không về đây thế giới thôi. Khôn ghê à, coi đứng nè. À, đứng hoài được hoài luôn á. Đây là thôi handler Thái là 1.000 bạc, nếu mà handler đẳng cấp là 1.500 bạc. Ví dụ như giải mà bet in sâu là 5.000 bạc. Ồ. Này là team Hàn Quốc ha. Ghi hình rồi lại ha. Chắc rất là nhiều tư liệu sẽ được ghi hình lại tại cầu chó đẹp không. À, nhìn nó lành với sợ luôn, không biết luôn. Chân nó thẳng bằng này không? Ok con. Ồ, Bắc Hà các bạn. Đây, thêm một bạn nữa. Đây bên này là bạn cá thể cái như màu đen. Rồi, màu đen đẹp quá bạn, lông mực rước luôn á. Hello, mình là Nam Ngôn. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay là sáng ngày Chủ nhật ha, thì mình đang có mặt ở nhà thi đấu Rạch Miễu số 1 Hoa Vượng, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh để tham gia một cái buổi Việt Nam Championship Dog Show 2023. Thì chúng ta thấy là chúng ta đang đứng trong một cái nhà thi đấu và các bạn chó đang trình diễn ở dưới đó ha. Rất là nhiều cờ cướp huy chương đã được chuẩn bị và đây là cuộc thi quốc tế có sự tham gia của một số đội nước ngoài. Như là bên kia và ban giám khảo người nước ngoài luôn đó, rất là hoành tráng, rất là chuyên nghiệp. Chúng ta đã xem nhiều cái cuộc thi dog show rồi, thì các bạn handler là bận đồ rất là đẹp ha, rất là trang trọng, rất là lịch sự đó. Vest cũng không nó ngầu Phú Quốc kìa. Mình đứng trên cái góc này nó rất là thoáng thì để coi lát từ từ mình sẽ đi vòng vòng xuống dưới, mình sẽ giao lưu với mọi người ha. Chúng ta có thể thấy cái khu vực quầy bên kia kìa, là khu vực các bạn chó bu đồ đó, màu trắng á, đang được trang điểm đồ này nọ, thứ cắt tỉa đồ chuẩn bị cho buổi thi đấu của mình. Thì đó là từng team tập trung ở từng khu vực. Xa xa chúng ta có thể thấy nhóm team của Dũng đồ nè, Đường Kiên Dũng nè, team của anh Hòa Dương đồ này nọ đang đứng bên đó đó cho cái cuộc thi bơm phóc sóc. Bên kia là những cái nhãn hàng, nhà tài trợ Smart Hut. Này là quận Phú Nhuận nha anh em nha, quận Phú Nhuận rất là dễ đi, anh em đi vô cái khúc Phan Xích Long rồi quẹo vô cái đường này là đường Hoa Phượng, số 1 Hoa Phượng nha anh em. Google nhà thi đấu Rạch Miễu là ra liền quận Phú Nhuận. Đây có những cái giống chó mà cái gì đó hờ mông cọc nè các bạn, cọc tức là cục á, cục đuôi ha, đó là bẩm sinh ha. Đó rồi có Phú Quốc vợn nè, Rottweiler, nhìn cái góc bên này đầu bự quá trời nè. Hàng hiệu không á. Thì cái cuộc thi này đã diễn ra được diễn ra vào 2 ngày, hôm qua với hôm nay ha. Mát ở đây, không khí rất là mát mẻ luôn. Các bạn chó thi đấu thoải mái, không bị xì chết. Thôi đi đi, mình đi lang thang xuống dưới đi. Xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào anh em đang coi livestream của Nam Ngô Farm nha. Ok, đi coi dog show. Nếu mà ai rảnh thì lên đây coi trực tiếp luôn nha các bạn. Vào cửa tự do, lên đây gặp mình. Anh em trong ban tổ chức, anh Dương đồ có mời mình đi lên đây để mà mình tham dự vui chơi, rồi mình sẵn mình quay cái sự kiện này lại để gửi đến các bạn ở xa không có tiện tham dự. Này là của team Độc Cô Dog Training on handler breeder luôn. Cái này là của team Hồ Mông Cọc Độc Cô. Các bạn có thể thấy những cái hoạt động mà một handler
dẫn chú chó đi trình diễn. Hay là những bé phóc sóc ha, bơm như sư tử luôn, như một cái cục bông gòn luôn. Này là quầy thông tin của VK. Cái bóng quá lớn. Đừng có hay không mày. Thằng cũng mới đa lại. Đây có quầy những của anh em, các bạn Thái Lan. Đây là những cái phụ kiện để mà chải chuốt, xịt keo đeo vàng của các bạn chó nè, các bạn thấy không? Đầy đủ đồ chơi, cắt móng nè, chải lông nè, cắt lông nè, keo xịt thì tùm lum hết, y như một cái tiệm tóc vậy đó, tiệm spa luôn. Dễ thương chưa? Hello em. Quà bận hả? À này ốp kiến, lát anh cũng lên quà nè. Bé này của em đem đi thi vậy? Chào anh. À, của em hả? Hello em. À, keo chải rồi từng lần là cục cưng á, cục cưng á. Ồ, bé kia lông màu cũng đẹp quá kìa. Số 2 luôn hả? Số 2 luôn hả? Số 2. Rất rất nữa mấy số 2. Rồi rồi, rent up bé ha. Chuẩn bị ra dẫn chó đi đó. Là đi đó. Ôi coi kìa. Đây kìa. Cắt tỉa kìa. Rồi chó cắt tỉa kìa. Này là đực ha, hoàng thượng ha, mà cắt tỉa chờ cái đít ra này. Hello em. Hôm nay đô quá, không gặp có 1 tháng mà đô dữ ta. Đô đâu, em đô xưa giờ mà. Tháng này đô hơn tháng trước. Ok, lên trên quầy. Con nào lên thi không? Không. Đi quầy rồi. Anh có mấy con mà làm giặt. Đâu? À này hả, mới hỏi xong. Đó, này cô bé mua quần mà. Ồ. Oh. Dương đó, 200 chai. Trời ơi. Đây các bạn, 200 củ. Mới lên champion vừa rồi đó. Đó, mới lên champion luôn. Đó, đã luôn à. Đẹp ghê không? Đó, rồi là mới lên champion đó. Quá dữ luôn, giỏi quá. Rồi giờ vô thi với mấy thằng nước ngoài là toàn mấy thằng Hàn Quốc đồ, Thái đồ gì mà. Đối mạnh á. Mấy con đó hả, toàn là đi đánh thế giới rồi, không về đây thi á. Ồ. Thị trường Việt Nam giờ là cũng dữ dội. Dữ á, chứ Việt Nam anh thấy chịu chơi lắm á, đầu tư mà. Rồi đây cũng bom của mấy anh em trong hồ, còn bên này là của Thái Lan ha. Thái Lan, Thái Lan. Quốc. Có hay, về mặt phong trào Việt Nam tổ chức ngày càng vậy càng nhiều nữa là sẽ thu hút á. Mà con bom mà nhiều con mà nổi tiếng thế giới mà cũng về đây á. Ừ. Ta từ Trung Quốc mà bay qua đây rồi Hàn Quốc. Quá hay luôn, anh em làm được cái phong trào. Nãy anh rồi. Sớm thấy anh thấy BB thì mười mấy con. Ừ. Mười mấy con bom. Quá dữ. Dạ thì này có người ta ra rooming hết rồi. Dạ. Ra rooming là người ta sẽ tạo form rồi này nè. Mà cơ bản là nó phải. Cảm ơn cô. Anh chó hồi xưa em bán đó. Ờ. Nuôi bé thôi. Khôn ghê, coi đứng nè. Đứng hoài được hoài luôn á. Rồi. Dạ, 7 tháng. Dễ kinh. Thôi, mấy anh chị này phụ kiện thấy keo xịt chải chuốt gì bên kia quá trời. Dạ, đủ luôn. Dạ đúng rồi, đồ bên đó nhiều lắm. Mình cắt cái đầu có 50 ngàn, cắt cái đầu mấy trăm ngàn. Cả triệu bạc. Đâu, đây là thuê hành lên Thái là 1.000 bạc. 1.000 bạc. Ồ. Ừ. 1.000 bạc. Không, còn đi ra dắt không tùy nha, nếu mà hành lên đẳng cấp là 1.500 bạc. Ừ. Nếu mà có giải là ví dụ như giải mà bet in sâu là 5.000 bạc. Ồ. Là cái sâu lần trước á là em đi hai con á là tiền trẻ cho handler rồi này nọ là hết khoảng 60 chai á. Bởi vậy ngày nào nếu mà các bạn đủ kỹ năng thì các bạn cũng có thể kiếm được rất là nhiều tiền ha các bạn ha. Giống như anh Hòa là anh đi
anh có thấy là sau nào anh cũng đi không? Ừ. Mà sau nào anh cũng book hái về nguyên một team là rồi anh ở khách sạn rồi này nọ. Đó. Mà lần nào ra sau là cũng thấy phải lắm anh mà nó cũng lượm hết. Lâm. Là anh biết là độ chịu chi rồi nè. Đúng rồi. Chịu chi nhưng mà hiệu quả à, lấy lại được. Nhưng mà để giữ được cái gọi là cái danh hiệu gọi là top 1 Việt Nam. Ừ, tuyệt vời. Cái đó là cái không trình của anh Hòa đẳng cấp anh Hòa chơi là đỉnh rồi, là chất lượng rồi. Các bạn mướn handler từ nước ngoài về để dắt đàn chó nè. Handler là người có nhiệm vụ sẽ dắt chó đi trình diễn. Dắt đi vòng vòng mấy vòng thôi các bạn. Và một show vậy lấy 5.000 đồ này nọ thứ. Rồi chi phí đi lại nữa. Máy bay cho người ta bay qua Việt Nam. Rồi ăn uống khách sạn tất cả đều phải 5 sao. Nói chung là phải tôn trọng đồ này nọ thì chi phí rất là nhiều luôn á. Nhưng mà đầu tư chơi là có hiệu quả. Và như vậy thì Phong Trào mới đi được. Đúng rồi. Mới bán xuất khẩu ra nước ngoài được. Đúng rồi. Cái tầm mình, cái giá trị nó lên từ từ. Quá tuyệt vời luôn. Từ hồi mà em tham gia đón sâu thì em mới bắt đầu em bán sang Mỹ. Trước mắt là năm nay là cũng bán 3 con, 4 con sang Mỹ. Quá đã luôn. Anh thích vậy thôi. Dạ đúng rồi. Anh thích là sau thời gian mình đầu tư á, là mình phải thu hoạch á. Mình phải đi nước ngoài được. Rồi cái nữa. Hướng để anh em breeder chơi là mình phải mang Mỹ Kim về cho đất nước. Đúng không anh? Tuyệt vời luôn. Đó chứ chơi mà cứ đem tiền ra nước ngoài mua về ngoài đúng chán rồi, lắm các bạn ơi, chơi về không được đâu, phải đầu tư rồi phải thu hoạch. Chứ còn cứ đầu tư hoài cái này không được, cho nên thấy anh em làm chó chơi tổ chức ra một cái là nó nâng cái tầm lên. Quá tuyệt vời luôn. Cũng nhờ những người như anh mà người ta biết tới đúng không? Không có truyền thông sao mà biết tới được. Em cũng hay coi kênh của anh. Yeah, thank you anh. Anh đi review ké. Cảm ơn anh. Ok, cảm ơn em, lát anh vòng lại chơi tiếp. Thank you em. Để các bạn như cục bông gòn trắng bóc luôn á, như là cái gì gọi là cái gì ta, trắng không tì vết luôn á. Rồi ok, này là team Hàn Quốc ha. Có khán giả gọi là cái này ghi hình rồi lại ha, chắc giống như vai. Đẹp chưa? Màu đẹp quá ha, chó nhìn lực ghê. Nhìn lực. Quay phim chụp ảnh là chuyên nghiệp hết ha. À, anh em ơi cho chàng vỗ tay ơi. Em đang coi livestream. Chó đẹp quá, cho chàng vỗ tay đi. Các bạn có thể thấy một góc máy nè, bên kia cũng một góc nữa. Rất là nhiều tư liệu sẽ được ghi hình lại tại cầu chó đẹp không. Tướng lực ghê là đẹp. Chân cẳng thẳng băng à. Hôm nay chân em đau quá em dắt không được. Em đá banh gì vậy chẳng. À đá banh nè. Đau quá. Hết được. Coi như là có 3 sân thi đấu ha. À, cho chàng vỗ tay đây. Rồi team mình á, team mình lụm á các bạn, vỗ tay đi các bạn. Đẹp quá nè. Đẹp ha. Nhìn nó lanh thấy sợ luôn, không biết luôn. Em kiếm ai gần gần. Lanh. Nhỏ nhỏ con nhìn thông minh. Chân nó thẳng băng này không? Đang ở nhà thi đấu Rạch Miễu số 1 Hoa Phượng, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Google là ra. Ok các bạn, đây là nhãn hàng Smart Hut.
coi như là nhà tài trợ, hình như là thường trực luôn á, thường trực của những cái giải đấu về chó, hình như có mèo luôn phải á, rất là nhiều luôn, hầu như lần nào mình đi show mình cũng gặp hết. Nhà thi đấu thường trực thì nhờ những cái nhà tài trợ này là những cái giải đấu nó sẽ quy mô được tổ chức, nó chuyên nghiệp hơn, chỉnh chu hơn ha. Có những người đây quay cận cảnh đây Lâm. Không dám nói lớn sợ là đang thi đấu làm phiền, không dám nói lớn nên các bạn nó không có nghe, tại các bạn cũng đang tập trung á, đang thi đấu á các bạn, chạy với đang thi đấu á. Có bạn rớt cục vàng rồi kìa, rớt cục vàng y như kẹo mửa. Hello em, là hôm nay dựng cái show mình ở đâu, dựng cái quầy chụp hình ở đâu? Không, ở đây đi chơi thôi hả? Đi chơi. Đây là một bạn cũng rất là yêu động vật và chụp hình, hay làm mình lĩnh vực chụp hình. Nếu mà ai có muốn chụp hình cho thú cưng của mình á thì có thể kết nối ha. Kết nối để cái gì đó giới thiệu về cái gì của em đi. Đây là Pet Photo, dịch vụ chụp ảnh thú cưng tại nhà và tại studio luôn. Ok. Thì tất cả các dòng thú cưng thì bên em đều có thể chụp. Đặc biệt là chó mèo thì hiện tại là đang được các bạn nuôi nhiều nhất, thì bên em sẽ chụp cho các bé tại nhà hoặc tại studio tùy theo nhu cầu của khách. Kết nối với em như thế nào? Bên mình hiện đang có một cái fanpage là Pet Photo, dịch vụ chụp ảnh thú cưng tại nhà. Thì chữ photo là chữ F chứ không phải là chữ P nha. Ok. Mọi người đừng hiểu lầm. Ok, mọi người cả nhà ai có nhu cầu về chụp ảnh thú cưng để làm kỷ niệm hay gì đó thì có thể kết nối ha. Ok em, thank you em. Rất là nhiều đội. Nhiều đội có ngoài Bắc nè. Ngoài các bạn ngoài Bắc vô rồi ở nước ngoài qua Thái Lan, Hàn Quốc. Đó, đây là show quốc tế nha các bạn. Chiba hả? Mấy giờ nghe em đọc. Tại anh thấy đuôi cọc rồi. Chiba phải có đuôi chứ. Quắn là quay Chiba. Ồ, con đen đẹp quá, màu đen mực ha, đen rồi trong. Không rất quay lờ hả? Đó là quanh kia. Ok, chiều các bạn luôn. Muốn rất quay lờ có rất quay lờ luôn. Này các bạn, rất quay lờ. Đầu bự ghê không? Đầu thủ. Tướng lực quá lực rồi. Bé này mấy tuổi anh? 3 tuổi anh. Rồi. Đầu đã không? Đây là Rottweiler nha anh em. Ôi ôi mặt ảnh nha. Chẳng cào. Rồi. Em đụng đầu được không ta? Ngoan. Ok con. Ôi ôi đã quá. Quắt đuôi các bạn, quắt đuôi là biểu hiện của thân thiện. Trời ơi tướng lực chưa? Ghiền hả? Dễ ghiền quá, lại ghiền rồi. Ôi ngoan. Lực quá luôn á. Ok các bạn, anh em nào nãy đòi xem Rottweiler đâu, vô đây. Bé này quá đẹp luôn nè. 200 người nữa. Yes. Ngoan. Bé tên gì anh? Diamond. Diamond nha các bạn, kim cương nha các bạn. Black Diamond luôn. Rồi. Anh cũng nó rất là khỏe luôn, nó chỉ dừng nhóm thôi, cái là muốn lôi theo luôn rồi đó. Khỏe lực kêu. Dễ thương quá. Bắt tay. 3 tuổi nha các bạn. Địch 3 tuổi. Rồi, ngoan đây con. Em cảm ơn. Dạ. Hello Luna. Sao ngủ dậy giấc thấy sao rồi? Còn đau hết. Hôm nay ba đi một cái show chó quốc tế. Này là của câu lạc bộ Sài Gòn Kennel Club đây. Ok các bạn, chúng ta coi một bé nó một bé đang được rooming ha, cắt tỉa đồ này nọ. Ồ có uống tóc nữa kìa. Này qua góc này có đây nè. Đó này sẽ thấy đang cắt tỉa cho bé nó.
uốn tóc nữa các bạn, uốn lọn lọn á. Ở cái góc nhìn này chắc không ai nhận ra đây là một bản cuốn đâu. Không thấy mặt mũi đâu, thấy nguyên cục bông nè. Có thực tế là cắt lông cho chó mèo đồ này nó mất tiền hơn cắt cho người vậy các bạn. Mình hồi xưa cắt cái đầu có 35.000 à, sau này dở cắt luôn, không tốn đồng nào á. Còn đi ra ngoài làm vậy là tính tiền triệu nha các bạn. Cái lược cũng đẹp hơn người ta nữa, cái lược kim inox nè. Tỉa coi như là bốn cái chân giống như mang bốn đôi giày ủng lông vậy. Tỉa cái đít thì bo thì sạch lông, trên đầu để hình trái tim. Bốn cái chân. Hậu xưa nuôi cá đâu biết gì mà đúng chó rồi, đúng rồi. Sau này chị cho em nuôi. Em nói anh cái setup chạy rồi. Mai là đa số nuôi mà trong chuồng inox thì nuôi size mét mét hai. Em là chàng lớn. Mà những chàng nuôi nhỏ nhỏ là sau này con chó nó bị chậm lên giống. Còn em chỉ cho họ cái ăn luôn. Thứ nhất á, thiết kế theo chuồng chạy chuồng nuôi heo sạch á. Thứ nhất chuồng lớn rồi thì nó ở chung với nhau nó không stress. Còn bây giờ đa số anh em nuôi trong mô hình nhà phố á, cứ con 1 mét 2 stress rất tục. Cấp một hậu là cái bà là nuôi thành công. Anh thấy thắng á, anh thấy trên cũng có hai cái luồng ý kiến á, cũng cự nói dụ mà nuôi chuồng heo á, nhưng mà anh thấy hiệu quả chứ. Không phải, cái này là mình nói là chuồng heo thì thực chất là người ta đã nghiên cứu rồi, chuồng heo sạch mà. Rồi cái hai là dễ vệ sinh rồi, còn cách ly nó mỗi con một chuồng á thì càng chết đặc. Rồi tụi nó chơi chung nhau, diện tích khoảng tầm từ 4 đến 10 mét vuông một chuồng. Và bò đẹp có chó không chết, không cần phải dắt nó đi ra ngoài thường xuyên. Tự nó chơi trong chuồng đủ diện tích là chơi trong chuồng. Nhưng mà đúng là cái diện tích của hậu á, nó đi đây của chuồng tôi đi, nó nên có một cái không gian cách ly. Cái bên ngoài trời có nắng, cái là bên trong nhà. Ví dụ nó nắng đúng không? Nó nóng nó vô trong nhà nó mát. Ở trong nhà mà lạnh, nó ra ngoài nắng nó tự ra ngoài. Quá ok. Và không cần phải mình chủ động mình dắt nó. Tức là tụi nó chạy có nhà màng, cái màng lưới thì tay ra lạnh được không? Là cái cách mà hậu đang thắng. Còn những chạy bung ly, hồi xưa bung ly thì suy nghĩ là nuôi phải ép sai micro và đứa nhỏ nó sai lầm hoàn toàn, nuôi hạ bàn hết. Hạ bàn khác là cung kiền chân tự nhiên. Đúng rồi. Kìa chân nó yếu đi dòng kiền luôn không? Nuôi không sai, không quá nắng, tụt canxi, thiếu vitamin D. Đa số những bung ly mà nuôi kiểu 5 mấy anh em nuôi 15 đến 28 viêm da không? Đầu tiên là viêm da, cái thứ hai mới là hạ bàn. Lúc mà hậu nó mới qua nó biết gì đó. Quá tuyệt vời. Chạy em đâu ta? Em bên Hóc Môn nhưng mà giờ chuyển làm thú y rồi. À chuyển làm thú y hả? Ờ thú y với lại không có nuôi cú ly. Chó vẫn không nuôi. Chủ yếu là nuôi Phú Quốc nhiều. Nhà có còn chó nhiều, bữa nào anh qua chơi giao lưu. Còn em chơi Phú Quốc nhiều. Ok. Ồ Phú Quốc hả? Phú Quốc được á. Nhà này nó giao mới thiên Phú Quốc thì chung cái hiệp hội chó giống Việt Nam á, sợ là nó thành lập là giữ được mục tiêu nó là đưa Phú Quốc và những con bạch địa lên. Nhưng mà sau này cái cách làm họ ưu tiên những con chó ombre. Nhưng mà cái mục tiêu đầu ra thành lập ra là để đưa con chó Phú Quốc cho bản địa mình gia nhập FCI. Nhưng mà sau này là anh em chó bản địa bị gọi là sao nào? Không được tôn trọng, không được coi trọng. Cho nên cái người chơi càng nhạt nhạt. Chứ những năm em nói anh những năm 23, 24, 25 á, nếu mà đi thi á, ở đây không có, không chạy được sân đây. Phải ra Phú Thọ. Nhà đó Phú Thọ sao không đọc. Nồi chó Phú Quốc thi hơn 100 con. Hơn 100 con, bây giờ tôi nhìn lại Phú Quốc thi còn có 5 con. Mà hồi đó 100 con Phú Quốc thi nó kinh khủng lắm chứ. Ngồi đợi luôn. Rồi nó phải là có những cuộc thi chuyên biệt chỉ có chó Phú Quốc thi. Còn bây giờ sao? Thi chó gọi là sao? Chó bản địa chung bao gồm Phú Quốc cộng với Hồng Mông. Một phần là do số lượng người chơi bắt đầu nạn ta kìa. Ít quá. Chứ bây giờ anh nhìn lại những hình ảnh năm 2024-2025 gì làm giờ mà. Thôi gầy lại đi, gầy lại ổn. Đó là chó quất khuyển mình mà. Gầy lại từ từ anh em chơi đông lại. Không thì cái do các quản lý chứ cái mục tiêu của VK đúng không? Mục tiêu VK đưa ra để phát triển cho bản địa. Nhưng mà sau này do con người làm sao. Ok. Ok, cảm ơn em nhiều. Cái anh mặc vest đang đứng ở kìa. Là một trong những ban tổ chức. Là anh Dương. Anh Dương là bên cái gì? Husky rồi ha, Alaska rồi á. Anh Dương, em mời.
Tôi ghi này thấy lông hơi khô ha. Đang sửa dáng này, những cái bàn tập luyện đứng sửa dáng đâu. People, Beagle, thank you em. Dễ thương ha. Để coi kiếm cái bạn nãy rồi, bạn đã đứng đâu rồi. Này dòng chó gì vậy? Bắc Hà. Ồ, Bắc Hà các bạn. Hôm bữa mình quay trên trại của anh Trúc á. Anh Trúc á. Ồ. Thì có giới thiệu là có bốn dòng chó bản địa của Việt Nam mình, là trong đó có Phú Quốc ha. Hờ Mông Cọc, Bắc Hà với gì nữa quên rồi ta. Chắc là con Dingo. Đúng rồi, Dingo. Đúng rồi. Đó thì mình chưa có gặp chó Bắc Hà lần nào, hôm nay có dịp gặp Bắc Hà. Sẵn em có thể chia sẻ về cái dòng chó này kỹ chút xíu về mặt thông tin không ta? Chó Bắc Hà thì nó là dòng chó của người Hơ Mông. Đó. Thì là người ta có cái tập tính là du canh du cư ấy. Khi người ta đến Việt Nam thì là họ mang theo cái dòng chó này. Đấy mà cái tên của nó ấy thì là nó xuất phát từ là giống chó này nó phân bố chủ yếu ở cái vùng Bắc Hà, Lào Cai. Thì cũng chó của người dân tộc luôn, Hơ Mông luôn. Đúng rồi, người Hơ Mông. Thì cái đặc tính của cái dòng chó này nó có những cái ưu điểm nào? Đặc tính của giống chó này thì nó là giống chó canh gác, chó núi. Chó núi. Liệt vào nhóm chó núi. Đấy, đặc điểm là nó có cái tính là nó điềm tĩnh. Canh gác. Đấy, và nó xu hướng là chỉ một chủ thôi. Nó có tổng cộng mấy màu à? Với Bắc Hà thì nó cái màu cũng là khá là nhiều. Thường đây bạn này là màu nâu đỏ này, nâu đỏ đó, có màu trắng kem, màu đen, vện, khoang. Quá đẹp luôn, cái đuôi là cũng cong lên vậy luôn. Đúng rồi anh. Bạn này nhà em là đang trong cái gọi là chó non. Thế nào, mấy em tháng tuổi rồi? Tham dự thi là hạng Junior chó trẻ, chó non. Nhưng là đúng cái thời điểm bạn này bạn em đang thay lông nên cho nên là lông là của bạn ấy cũng chưa. Bây giờ là khi nó thay lông xong là lông nó mượt hơn. Đúng rồi, nó sẽ dài hơn. Dài hơn, dày hơn. Và nhất là phần lông đuôi sẽ bông lên như sóc. Như cái đuôi sóc luôn ha, đúng bông rồi, luôn. Này là con non tuổi. Tháng mấy tháng tuổi rồi ta? Bạn này là đang là 15 tháng tuổi. 15 tháng tuổi rồi. Chó nó dần vùng núi, đâm ra là trên đó thời tiết chắc cũng hơi lạnh cho nên cái bộ lông nó sẽ dày rồi ha. Dạ, lông nó dày để nó giữ ấm cơ thể rồi. Dạ, rồi. Khá dễ thương luôn. Đẹp quá các bạn. Đúng là chó Việt Nam mình, những cái dòng chó cũng... Thì bạn này nhà em ngày hôm qua tham dự show thì cũng ăn về thứ nhì có ba. Bé đi show khi mà đánh với các giống như là Hơ Mông Cọc với Phú Quốc. Là cũng về cũng được 2-3 lượt. Khi mình thi đấu vậy á là những mình thi đấu riêng cái nhóm chó Việt Nam hay là cũng thi chung luôn? Thi riêng nhóm chó. Ví dụ như là hiện tại thì với chó bản địa thì khi mà đang dự thi ấy, thì đầu tiên là nó phải đạt về công nhận giống trước. Thì hiện tại ở Việt Nam thì mới chỉ có giống Phú Quốc này là đầu tiên, và Mông Cọc là thứ hai, và cuối cùng là Bắc Hà là mới được công nhận giống mà cũng đưa vào dự thi. Đấy, còn giống Ngô kia thì chưa. Và đang tiến trình xin giấy phép rồi này nọ thứ thành lập rồi. Và với chó Bắc Hà này những cái thông tin của nó hiện tại thì còn rất ít, và nó cũng khá là đa chiều, nó mang tính cảm quan nhiều hơn. Nhưng hiện tại thì từ năm 2019 thì đã có bản tiêu chuẩn rồi. Đấy thì là mọi người cứ bám sát theo cái bản tiêu chuẩn đó thì chắc chắn là mình sẽ có được một con chó Bắc Hà đẹp và chuẩn. Nó mang cái nhiều tính đặc trưng của giống. Từ từ trong quá trình chọn lọc ha. Rồi. Hiện tại là vẫn là đang trong quá trình chọn lọc giống. Như bên bạn này vẫn chỉ là F0. Đó, vẫn là thế hệ đầu tiên. Thế hệ đầu tiên á. Được công nhận. Cái vấn đề ở đây các bạn biết là ngày xưa lúc mà chưa có những cái cuộc thi mà chó giống như thế này thì chúng ta không có chú trọng về cái nguồn gen lắm, đúng không? Thì nó cứ lai tạp qua chó nhà, chó này, chó kia thì nó làm cái bộ gen nó bị lọt đi. Thì bây giờ chúng ta đang quá trình chọn lọc lại để lấy ra những cái con mà thuần chủng nhất. Quá đẹp. Hello. Bé tên gì em? Bạn này tên là Ben. Ben, hello Ben. Cái dòng này mũi dài chắc là cái khả năng về đánh hơi sục sội rồi tốt lắm đúng không? Nó thuộc nhóm chó núi. Chó núi.
thể lực rất là khỏe ha bạn ha. Đúng, đúng, khỏe. Nhìn cái dàn chân là cũng thấy là vững á. Với chân bàn chân vào trong núi không là nó vẫn thẳng. Cứng, ừ, đó. Cứng chắc. Cái đệm thịt nó rất là dày. Đó, cái đệm á. Thịt nó dày, chân nó trụ. Để đi trên những cái địa hình khó ha bạn ha. Khó. Ừ. Và cái phần cơ phần sau nó phát triển. Bạn này là hiện tại là lông lá của bạn ấy cũng chưa hoàn thiện. Ừ. Bởi vì là chó non và đang thấy cái thay lông cho nên là mình mới nhìn được rõ cái hình thể như thế này. Ừ. Còn nếu mà nó đủ lông ra rồi thì cái phần cơ bắp nó sẽ bị che bớt. Ừ, lông nó dày á. Nó vẫn là rất là cơ bắp khỏe. Đầy quá. Đầy quá, trời động cây nha. Cái tinh thần nó rất là tốt ha, bình tĩnh. Bạn này rất là điềm tĩnh. Vì chó này em cũng mang là để giúp thi mà, cho nên là bạn được xã hội hóa tốt rồi. Là này mình tuyển đón bé nó về rồi mình chăm sóc hay là em là breeder luôn? Dạ không, em là breeder. Con cú này là gen của trại nhà em. Ồ, quá tuyệt vời. Trại mình ở đâu em? Trại em ở Ninh Bình. Ồ, Ninh Bình là bay từ đó vô đây luôn. Dạ vâng. Đem vô đây mấy bạn? Em vô đây mang về hai bạn. Hai bạn. Có một bạn nữa màu đen thì có cái bạn nữa thì bạn ấy cũng đang thời kỳ là cũng đang đẹp thì để em dẫn ra cho. Ok, mình ok. Xem. Tuyệt vời luôn, thank you em. Đây, thêm một bạn nữa. Đây, bạn này là bạn cá thể cái nhưng màu đen. Rồi, màu đen đẹp quá, bạn lông mực rước luôn á. Hello. Khi mà bạn ấy đủ lông thì nó sẽ như thế này. Đó, đẹp chưa? Đang trong thời kỳ đẹp đấy. Ok các bạn, khi mà bạn tiếp xúc với lại chó đồ này nọ thì các bạn cứ từ từ ha, đấy. Hỏi thăm đồ này nọ từ từ. Mochi, ngoan nào. Mochi ha. À, đây là bạn chó, đây là bạn nữ ha, cho cái ha. Đây là bạn chó cái đầu tiên của Việt Nam nhé, khi mà tham dự show ấy. Là các bạn đã đánh bại được hai giống là Phú Quốc và Hơm Mông Cọc để về thứ 3 Best in Show. Tức là một thành tích đầu tiên của Việt Nam đối với một con chó cái Bắc Hà. Đó. Verdet đấy. Đây là Verdet đó. Và đây là đồng bạn này vẫn còn non nhưng vẫn là hạng junior, chưa phải là trưởng thành. Đây là chó trẻ. Chưa phải là trưởng thành. Hai bạn này là hạng junior hết. Hay hỡi hỡi coi đâu có gì đâu mà căng thẳng. Lông đẹp ha, lông mướt rượt luôn á. Mochi ngoan nè. Nhút nhát hơn là bạn đực kia. Cái này mắc cỡ e thèm. Mắc cỡ tính cũng hơi lỏng lẻn. Đụng cái nha. Thử cái coi. Lông nó dài. Nếu mà đủ lông ấy thì nhìn sẽ dài, mượt như thế này. Tóc cái này có duỗi không em? Cái lông đuôi có duỗi là tự nhiên hết. Tự nhiên luôn á hả? Đúng rồi. Nghĩa là khi mà mình bình thường thì lông bạn ấy sẽ dài hơn ấy. Dài hơn nữa nhưng mà khi mà mình đi mang đi dự thi thì mình phải groom. Tốt lại chút xíu. Mình phải tốt để nó ra cái đường nét của con cún. Thì cho nó hài hòa. Còn nếu mà bình thường là sẽ nhìn sẽ là dài hơn, hơn rất nhiều, à, xù hơn nhiều. Đây là một cái một trong ba dòng chó của Việt Nam mà đã được công nhận ha các bạn. Phú Quốc, Mông Cọc và Bắc Hà đây. Đây là cũng là hết. Mochi qua nè. Đang nhìn vào bên trong, đang tập trung bên trong. Đây là lần đầu tiên mình cũng gặp chó Bắc Hà luôn. Bữa nghe nói thôi chưa có dịp gặp. Mochi. Đi nay đi chơi được gặp. Rất là đẹp. Ngoan rồi đó. Có chủ ngồi xuống chỉ tự tin thẳng ra. Hello, được đi từ Ninh Bình vô đây á, đi máy bay hay đi tàu? Anh gái ở dưới. Cho bạn này cho đi máy bay. Rồi. Anh gái ở dưới nó ở dưới thì ở chỗ này các bạn không hay là không gãi được. Cho nên khi mà mình tiếp xúc thì mình đã từ từ gãi ở đây. Đó, thì các bạn sẽ hợp tác. Ngoan rồi, hợp tác rồi. Đúng là mặt mặt con gái nhìn nó hiền dịu hát ha. Ok. Dễ thương quá, ngoan. Rồi. Ngoan. Được đi máy bay vô đây luôn nè, từ Ninh Bình vô đó. Dễ thương quá, được đi chơi. Mỗi lần bé nó đi xa vậy nó có quen nó có quậy gọi vô? Không anh ạ. Nói chung là khi mà mình mang cún đi dự thi ấy, thì mình phải trải qua một quá trình tập luyện để được xã hội hóa. Khi mà vào sân ring thì nó không được nhát, không được sợ. Đó. Thì nó phải có khả năng trình diễn. Mà đối với chó mà mình mang đi dự thi dog show ấy, thì yêu cầu là tố chất của con chó là nó phải có khả năng trình diễn. Mà không phải con chó nào cũng có khả năng này. Đúng rồi. Đó, thì có thể là cả trăm con may ra mới được một con ấy. Lông nó dài các bạn, đúng rồi. Mái được. Đây là bạn này là bạn ấy đang lông thời điểm đẹp. Bạn ấy đủ lông. Đó. Còn bạn này là đang thời điểm đang thai. Ngoài Ninh Bình mình là chắc mát hơn trong này. Dạ mát mùa này là mát mẻ hơn anh. Vô đây sốc nhiệt rồi thôi. Vào trong này thì có hơi nóng một chút. Quá dễ thương. Tướng cũng rất là đẹp, tướng rất là lực. Giống chó này rất đẹp. Rất
đẹp luôn á. Rất đẹp. Và nó rất ấn tượng đấy, nhưng mà những cái thông tin của nó thì nó còn ít, và cũng cái lượng người mà biết đến nó là ít, và một cái nguồn gen chuẩn thì cũng là khó. Tôi cảm ơn các anh nhé. Bây giờ đến lượt các bạn đi vào thi rồi. Ok, bây giờ tới lượt các bạn vô thi rồi. Hy vọng có dịp nào đó anh Gia Ninh Bình sẽ có thể ghé chạy em chơi. Ok, cảm ơn em nhiều. Hai bạn đã vô thi rồi các bạn. Có ai muốn vô coi thi chung không? Vô coi cả ha. Mỗi lần đi thi vậy là cả team luôn các bạn. Có người handler sẽ dắt đi, rồi có người sẽ chạy chuốt rồi chăm chút từng chút nhỏ luôn. Đây, đây, đây. Đang chạy chuốt rồi lại. Chạy chuốt cho lông nó bung rồi này nọ lên. Nói chung là trước khi ra sàn diễn là chúng ta sẽ chăm chút bé nó lại. Này y như là đi mấy cái đội đua xe công thức 1 vậy. Nguyên một cái team vừa tóc vô cái có người bơm xăng thay bánh này nọ. Đó, rồi ra sàn diễn. À, cho quen sân trước ha, đảo cho quen sân trước. Ồ, cái dòng bên kia là hơm ông cọc hết à, đang mung luôn. À. Ồ, màu đen luôn. Hơm ông cọc đấy là được liệt vào nhóm là nhóm chó săn. Chó săn hả? À. Nhóm 5 theo phân loại của FCI. Ồ. Các bạn Bắc Hà thì được liệt vào nhóm 2. Chó núi. Hai giống chó đấy về cơ bản là khác hẳn nhau. Khác hẳn nhau. Thì mình có đi sâu vào tìm hiểu thì mình mới biết được là những cái đặc tính riêng. Đúng rồi. Hay kể cả là từ ngoại hình cho đến tính cách đều khác nhau cả. Này là bạn hờ mông cọc. Đen mung luôn. Đen mung luôn, đẹp. Đen quá, đen mung luôn. Bé này là hờ mông cọc hả em? Oh. Anh có thể đứng gần gần đó được không ta? Ồ, oh, ok. Đang làm lông xong chuẩn bị ra thi đấu ha các bạn ha. Mình sợ mình vuốt vuốt cái nó bung lên. Ê, nó xẹt xuống. Cái bàn tay của mình nó có nhiệt độ là mồ hôi và nó tích điện thì nó sẽ làm cho lông nó săn trở lại và nó sẽ bị bết lông. À, là không đẹp. À, màu đen đẹp quá bạn. Con này là được bed in sâu đấy ạ. Wow, bed in sâu luôn. Hai cái cúp bed in sâu. À, là ngày hôm qua. Ngày hôm qua một cái, hôm nay một cái. Oh. Bây giờ chuẩn bị tranh tiếp. Càng sâu sâu nữa là sẽ tới như là Best Supreme hay là? À không, có 6 sâu thì có 6 sâu thì là sâu, có nghĩa là 6 sâu đấy thì sâu nào cũng như nhau chứ không phải là tổng kết của 6 sâu. À. Có nghĩa là 6 sâu sẽ là của 6 giám khảo khác nhau chấm thì nó tăng cái độ gọi là chính xác hơn. Chính xác, đúng mỗi rồi. Người chấm một lần. À, giám khảo nào cũng cho Best in Show hết là coi như là tuyệt đối luôn rồi. Và con ấy được 6 cái bet in sâu liền. Wow. Có nghĩa là thắng trắng luôn. Nhưng mà con ấy là giống chó Phú Quốc. Ừ. Có phải bạn đó luôn không em hay bạn khác? Anh, cái con phải 6 bet in sâu của anh là con khác đúng không? Anh có 6 cái bet in sâu của sâu VKA của lần trước. Ồ. Tuyệt vời. Ok các bạn, thì nãy mình vừa mới tìm hiểu Bắc Hà. Còn đây là bạn Hờ Mông Cọc. Thì về thông tin của, nói chung là bạn này đen tuyền quá đẹp luôn á, nhìn phải nói tuyệt vời luôn á. Chị ơi. Đen soi đã bảo cả ngày chỉ có 1-2 vòng thôi mà. Hết mãi luôn. Thế là cũng rất là tập trung nha các bạn. Rất là tập trung luôn. Không phải là đi chơi đâu, đang đi thi á. Ồ, baby đẹp nhất luôn. À, bé in show baby. À. Baby còn kia là lớn. Lớn. Lớn nhưng mà cũng chiêu nhờ thôi đúng không? Chứ đâu phải là chó lớn luôn hả? Chó lớn luôn tại vì là nó đã trên 1 năm rồi. À, vẫn là baby. À, baby thôi. Màu đen đẹp quá, đang mung luôn. Bạn này bạn đang ở độ tuổi phát triển giống như là trẻ mới. À. Chưa hẳn là đẹp nhưng mà
À, chưa có bung ra hết đúng không? Ừ. Ok, thank you em, sorry em nha, nãy làm phiền em. Sorry em. À, em của Champion ha. Tại vì em mới từ mới quen mùng 2 bắt đầu ra ngoài sắp ra ngoài. Ừ. Bây giờ mới qua kia ra ngoài. Ồ. Còn đâu trước cổ kia là cứ trong vườn. À. Suốt ngày trong vườn. Thì mình đi mình cho đi chơi để tập luyện lại cho bé nó quen xã hội hóa rồi. Từ bé nữa ở trong vườn không gặp người lạ. Ồ. Bây giờ mới là hôm kia là con giống. Rú gió là hôm nay còn đỡ nè. Ừ. Nhưng mà để bé nó quen thì có khó mà. Con này nói chung là về phải dấp vào như kiểu xã hóa người này. À. Rất đơn giản thôi. Từ từ thấy thời gian mà bé nó quen lại lâu mình. Nhanh mà, còn là nhanh. Đấy từ hôm kia con giống nhưng mà mình chỉ tiết mù luôn. À. Này thấy tỉnh táo hơn, vững vàng hơn không? Rồi có cúp rồi kìa. À, cái bé Bắc Hà nãy mình mới nói chuyện xong là hôm nay có cúp luôn rồi đó. Vừa mới nói chuyện quay qua là có cúp luôn rồi đó. Ok em cảm ơn anh. Vẫn là rắn người. Dạ, vẫn còn hơi nhát á, hơi lăng tăng, nhìn đứa thì lôi. Cậu bé đó là bé hồng mông. À, hồng mông cọc chứ lộn, hồng mông cọc. Hồng mông cọc mà mới nói chuyện xong nãy bên đây. Cấp trời của bạn. À, có cúp rồi đó. Tuyệt vời, chúc mừng. Bạn làm clip cũng được, nhưng đáng là bạn phải hỏi xem con chó của tớ nó còn thi không. À. Ok, sao em. Đấy, cái bán này nãy mình đang khen bẹp bên kia, rồi kia là đó. Vô là cái sâu luôn, lụm cúp. À, bạn Bắc Hà kia nãy mình cũng mới trò chuyện đó. Cũng có giải luôn. À, có giải, chúc mừng. À, gì Benso, chúc mừng. À. Ok các bạn, thì sáng ngày hôm nay mình đi chơi cái Việt Nam Championship Dog Show 2023 ha. Gặp rất là nhiều bạn chó rất là xinh đẹp luôn. Thì nói chung là bây giờ sẽ thi đấu tới chiều luôn. Thì để coi chiều nếu có thời gian mình sẽ làm thêm một cái clip coi ai là sẽ nhận được nhiều giải, nói chung là mấy bạn đẹp nhất. Còn giờ đang trong quá trình thi luôn. Ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Clip chắc cũng dài dữ lắm rồi đó, nhưng cũng không thể nào mà quay hết được. Chỉ quay những nhân vật nổi bật thôi. Ok, coi quay cái hoạt động của này. À, Phú Quốc lệnh. Đây là cái dòng thi đấu là những con chó bản địa Việt Nam thôi nha các bạn. Ví dụ như trong giải đấu chúng ta thấy có Bắc Hà, có Phú Quốc và có cái gì, hồng mông cọc.